con cười cái cho mọi người coi nè. 1, 2, 3, cười. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi. Đó, thi à. Thi. À. Cho chú ngang ngược chút xíu nha. Bây giờ con chỉ nhắm cái cuốn xoài thôi mà con bắn rớt cái cuốn, cái xoài rớt xuống là thành công. Dạ được. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy một thí sinh chơi rô đích khổng lồ bằng nách. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Super 10 siêu tài năng. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Và cũng xin cảm ơn xúc xích xúc lắc heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào đón hai vị giám khảo chính của chương trình, cực kỳ dễ thương, đáng yêu và rất rất là nhiệt tình với các bé ạ. Xin được chào đón nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Hay Won. Em chào anh chị ạ, hôm nay chúng ta roi dồ. Không biết là có roi dồ gì không, nhưng mà tôi thấy ở nhà tôi thì tôi hay bị vợ tôi cho ăn roi vọt. Cho anh ấy ăn đòn là để cho anh ấy lớn hơn thôi, không gì hết trơn. Đúng rồi, thương cho roi cho vọt đấy ạ. Dạ. Anh quá ác luôn á, thiệt á. làm khó con người ta. Giờ anh muốn anh lớn hơn trong khi cô ấy lớn hơn anh 2 tuổi. Chúng ta không thể nào bắt đầu chương trình bằng những nụ cười sững trân được không em ạ? Không, anh đang rất vui, gia đình chúng anh đang rất vui. Rất là hạnh phúc ạ. Thôi bây giờ chúng ta giữ không khí vui vẻ hạnh phúc này để chào đón khách mời của chúng ta được không ạ? Tuyệt vời. Một ông hoàng về âm nhạc, là người đã sáng tác được rất là nhiều bài hát và nói là rất rất là nổi tiếng. Nhảy cực kỳ đỉnh luôn. Trời ơi, đã sáng tác và còn biết nhảy nữa. Dạ. Chỉ còn ai nữa, tôi biết người đó là ai rồi. Ai vậy? Đó là anh Ba Ngọc Sơ. Xin được giới thiệu anh Ba Ngọc Sơ. Ngọc Sơn xin kính chào quý vị. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Dạ chào anh ba. Chào anh. Dạ hôm nay rất rất là vui và rất là vinh dự khi anh có mặt ở đây cùng với siêu tài năng Nhí ạ. Ngày hôm nay thì anh sẽ cùng các bé đồng hành và cùng xem các bé thể hiện tài năng của mình, thì không biết cảm xúc của anh như thế nào ạ? Ngọc Sơn thì đã rất là yêu các bé rồi, rất yêu chương trình này. Thấy đúng là những tài năng thực sự ghê gớm, dữ dội. Và Ngọc Sơn thấy cái những cái bước nhảy mà qua đầu tôi ớn vô cùng, không biết là hôm nay tài năng sẽ thể hiện cái gì. Cho nên là tí nữa sẽ ngồi ở dưới cố gắng đóng góp hết sức mình để mà góp cho các bông hoa này nở thật đẹp và nở thật là mạnh nữa trong vườn hoa đời, rất là tích cực và đem những nguồn năng lượng cho tất cả mọi người đang xem. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn Ngọc Sơn rất là nhiều. Em mời anh. Xin mời anh về vị trí ngồi của mình ạ. Trời ơi, hôm nay nhìn anh trẻ hẳn ra. Có cái bí quyết gì không anh? Thưa Hoàng Hảo, thương quá đi là thương quá đi nha. Dạ, em cũng muốn hỏi giống anh, cái bí quyết gì mà luôn phong độ? Càng ngày càng trẻ ra vậy? Có lẽ vì bí quyết đầu tiên để Ngọc Sơn chống lại tất cả mọi thứ, đó là đại gia đình, tình yêu của đại gia đình. Khi Ngọc Sơn lên sân khấu, nhìn xuống như ánh mắt nụ cười của đại gia đình là Ngọc Sơn cũng khóc rất nhiều vì yêu thương. Chính cái tình cảm đó biến cái nguồn năng lượng tích cực cho Ngọc Sơn phải rèn luyện không ngừng. Và một lần nữa Ngọc Sơn cảm ơn rất là nhiều, sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Của anh là yêu thương thôi mà đẹp ra vậy đó hả? Yêu thương biến thành hành động, rèn luyện. Quý vị ơi, hãy yêu thương em để em lúc nào cũng tươi trẻ như thế. Dạ đúng rồi, cái này gọi là năng lượng á anh. Mình hấp thu những năng lượng tích cực, những năng lượng yêu thương là chúng ta sẽ luôn sáng bừng và đẹp đẽ. Chúng ta sẽ đến với siêu tài năng Nhí đầu tiên sau ít phút giải lao ạ. À.
sao quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tình Ăn Nhí. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Xin được giới thiệu Trần Hoàng Gia Phúc đến từ Đồng Tháp. Con đang đi du lịch ở đâu rồi, ai bắt cóc con lên đây thi hả? Dạ. Nè, bây giờ Gia Phúc giới thiệu về bản thân mình trước nha. Con tên gì, mấy tuổi? Con 4 tuổi. Con tên Trần Hoàng Gia Phúc. Con tên là Trần Hoàng Gia Phúc. Dạ, con 4 tuổi, con tuổi con gì nè? Em tuổi con khỉ. Tuổi con khỉ hả? Con ơi, khi lớn chào khỉ con nha. Dạ. Chú là tuổi con khỉ luôn đó. Cái biệt tài của con á là có thể cover lại trend của TikTok nè, hoặc sẽ làm theo được những cái bài nhạc nó hát rất là nhiều. Một ngày là hầu như là nó ít xem điện thoại lắm, toàn là hát thôi, cho nên là một tháng là nó có thể đi bác sĩ hết 25 ngày. Con thích người ta chứ vậy này cô rất chăng có ước mơ được làm ca sĩ nổi tiếng. Con là Trần Hoàng Gia Phúc, chắc cô chú hãy ủng hộ cho con nha. Người lớn hay không gặp con, một ước mơ chỉ không. Bạn tôi thích lớn lên, được đi khắp muôn nơi, còn tôi không muốn như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích, được ăn thỏa thích. Bài hát này là phải dành tặng cho chú Thành đó con. Dạ, luôn có một chiếc bụng đói phải không anh? Ủa mà là nhảy thôi chứ không ca. Dạ, tài năng của bé là dance cover và feel the beat. Nhưng mà chị không hiểu sao hồi này bé nhảy á, Phúc nhảy mà Phúc mặt không cười, không buồn cái biểu cảm gì hết. Thần thái ở chỗ đó. Nhạc là sung nhưng tôi không cười. Ở nhà ba con làm gì? Ở nhà ba con đưa con ngủ. Đi ngủ? Đưa con ngủ. Con ngủ, trời ơi, con giấc ngủ hàng đêm đó. Ba con hay quá. Mẹ con làm gì? Mẹ con làm ngủ với con. Trời ơi, sai hết trơn. Gia đình con sinh hoạt gói ghém ha. Rồi thường trong một bữa ăn thì con ăn cái gì? Là con ăn mì. Con đa số con ăn mì hả? Dạ. Mì ai nấu hay là mua ở ngoài về? Mì cay. Mì cay, biết ăn mì cay luôn. Con tụi mà ăn mì cay. Giỏi quá vậy, biết ăn cay luôn hả con? Dạ. Ồ. Con ăn ớt được luôn hả? Dạ. Ôi dồ. Con ơi, nhưng mà cô hơi thắc mắc á, là con nãy giờ là chỉ có đúng một biểu cảm là không làm gì hết. Bây giờ cô muốn hỏi là con có biết cười không? Dạ. Vậy thì cho mọi người biết con cười như thế nào được không? Ý cô Harry Won nói là kêu con cười một cái cho mọi người coi nè. 1, 2, 3 cười. Thôi giờ mình cho bé thể hiện thử thách cho quen sân khấu hơn anh ha. Dạ. Con nhảy và Michael Jackson. À, trời ơi, ôi, ôi, wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
có làm gì tới bao giờ ta? Kìa kìa đó. Mới đi moonwalk anh. Moonwalk rồi đó hả? Cũng giống lắm nha anh. Em có thấy cái cách mà thằng bé nó khiêng vật nặng không? Anh thấy là khiêng vật nặng nha. Trời nặng. Ơi, buông xuống. Anh nói anh làm mà như động đất đó luôn á, thiệt á. Khi mà em xem á thì em thấy bé có quan sát, bé có xem và bé có nhớ những cái động tác rất là signature của Michael Jackson nè. Dạ. Con có đi học nhảy cái này không? Không. Thế con học cái này ở đâu? Con đi học nhảy nhưng mà con đi học nhảy với thầy. Không hiểu gì, để tôi lên tôi nói chuyện vậy nè. Mấy cái con người này là phải có người ta hiểu mới nói chuyện được, chứ không phải ai cũng nói chuyện được đâu. Dạ, xin mời chú Thành lên bắt sóng ạ. Đây, để chú hỏi nè. Dạ. Cô Harry hỏi con á, là con có ai chỉ con nhảy cái hồi nãy không? Dạ. Hồi nãy á, lúc mà con nhảy á, là có ai chỉ con không hay là con tự học? Nhưng mà có. Có không? Thầy Hảo. Thầy Hảo là thầy ở đâu? Là ở trong nhà những người. Tất cả những người liên quan đến con nãy giờ chú thấy đi ngủ không ha? Nhưng mà con ở ngoài tiệm, con nhảy với thầy Hảo ở trên lầu. Con ở ngoài tiệm, con nhảy với thầy Hảo ở trên lầu. Em vừa mới nghe được một thông tin á, là thầy Hảo á, là chỉ cho bé là chiếc bụng đói thôi. À. Nhưng thầy Hảo chỉ cho con chiếc bụng đói thôi chứ còn chưa có chỉ cho con Michael Jackson đúng không? Dạ. Michael Jackson là con tự học mà đúng không? Dạ. Ừ. Rồi cuối cùng anh khai thác được gì thêm không? Nãy giờ là ừ đó, giống ghiêu. Bây giờ lên đây nè. Qua, Trứng Thành đứng lại. Đây lên đây, anh ba sẽ hướng dẫn thêm về Michael Jackson nha. Dạ đúng rồi, em cũng đang xin phép. Đây, hôm nay con gặp thầy Sơn. Thưa quý vị, là trong võ thuật cũng vậy, là có 3 phần: hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Những dancer chúng ta thì hay quên cái phần này, có nghĩa là để ý phần chân và đá làm sao cho nó nhảy thật hay rồi. Cái đầu có thể như vậy, nhưng mà cái phần đi trung đẳng, ví dụ nhảy lại cái động tác vừa nãy, hãy cái chỗ này giùm tôi cái đi. Trứng Thành nhảy trước à. Áo. Đó, hay quá. Ở phần trung đẳng á thì chúng ta không được nhích cái phần vai, cho nên con nhích không miếng vai nè. Đó đấy, không được nhích vai đúng không? Đâu phần nào ra phần đó. Đó, phần nào ra phần đó. Đúng rồi. Đó thì à. Con phải làm một việc rất là thiên tài. Cảm ơn thầy Sơn. Thương quá con ơi, thương quá. Thương quá. Em biết cái điều này á, đó là bé giống như là máy nhảy á, cứ bật nhạc là nhảy. Không muốn nhảy. Rồi bây giờ chờ chuẩn bị âm nhạc cho con. Nhưng mà muốn hỏi thêm con nữa là con biết chú Vitas không? Nhưng mà Vitas âm đậm chân. Con sư tài năng nhí mà. Mới vừa vừa. Bé nó nói con đi thi siêu tài năng nhí. Mở vừa vừa thôi, đừng có mở lớn. Ok, mở vừa vừa ha. Thôi, chào cả một sân vận động. Một bình đập bình, nằm mâm hoa bà chú. Một bình đập bình, casino. Mỗi sân sân, một xin cơ bác nơ. Ai chơi, ập bơ cơ bác nơ. Một xin nơ sân, a bộ kết cổ mi. Yeah,
thầy cô khổ sở. Cái bài BTS này của con quá là xuất sắc. Cái cảm âm rất là giỏi. Nhạc đi tới đâu là cái feeling bạn đi tới đó. Mà anh thấy không, nãy giờ nói chuyện không có micro, không có tự tin. Đúng. Cầm cái micro vô khác liền chị. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ sau BTS là còn môn gì nữa không? Bây giờ thì mình hỏi bé thì bé sẽ rất là phân tâm. Mình cứ mở âm nhạc đã chuẩn bị sẵn cho bé, để cho bé có thể thể hiện được không ạ? Mà nói vừa vừa. Nói chung là vừa vừa thôi phải không con? Ba kia con nói vừa vừa. Cả nhà thấy đó, gia tài lớn nhất của cha mẹ không phải là vật chất mà người là người con. Và đặc biệt là đối nhân xử thế tuy nhỏ nhưng cái chữ mở vừa thôi, đó là ý thức hệ nó đã có hồi từ bé. Tự nhiên không biết làm sao cứ lo mọi người, làm phiền mọi người. Cái cảm giác của người nghệ sĩ thì muốn tất cả cái những muốn bùng nổ lên hết, vui mà. Nhưng mà con biết tiết chế từ hồi nhỏ. Cả nhà chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho con nha. Mà cho cô hỏi cái nữa nè, hồi nãy con hát theo chú Vitas á, là cô sợ là giọng con á bị khàn á. Con ngày nào cũng hát bài này hay như thế nào? Dạ, lúc đăng ký thi mẹ có tâm sự là ở nhà tập hát tới nỗi một ngày 30 ngày mà hết 29 ngày đi khám họng rồi. Trời ơi. Nhưng mà chừng nào con hát ho thì nó không bị đau họng. Nhưng con ca cỡ đó mà không ho sao được. Mai mốt mình luyện tập ít ít lại thôi nha con nha. Dạ. Cũng vừa vừa thôi nha. Vừa thôi. Bây giờ mình có bài nào nữa không? Bây giờ có một bài hát đã chuẩn bị mà con hay nhảy ở nhà nè. Bây giờ mở lên cho con nhảy ha. Nhưng mà mở vừa vừa. Bây giờ xin mời âm nhạc nha. Thật ra với cái độ tuổi như con, nhỏ như con mà dám đứng trên sân khấu, dám biểu diễn cho tất cả mọi người xem là rất là bản lĩnh, rất là tuyệt vời rồi. Không biết là các giám khảo của chúng ta có gửi lời động viên cho cái bé không ạ? Xin mời anh Ba Ngọc Sơn ạ. Con giỏi lắm, coi như là cái tố chất con nghệ sĩ, con người con, cái tình cảm của con nó rất là mạnh. Trời đã cho như vậy rồi, trời cũng nhắc con rằng nếu con nhảy, có học hát
đừng có ráng quá, phải vừa vừa thôi nha. Tôi thì tôi thấy trên sân khấu một người không phải dạng dừa đâu, 4 tuổi nhưng mà chúng ta thấy được là cái độ cảm âm rất là cao. Và đây là một cái khả năng thiên phú. Tôi nhìn bạn này là tôi biết bạn này phải theo nghệ thuật luôn. Sinh ra cháu nó đã thuộc về cái điều đó rồi. Thì cái khả năng luyện tập cũng như là học hỏi thích nghi của bạn bao nhiêu sẽ cho cái câu trả lời cho chúng ta là bạn này sẽ được nổi tiếng bao nhiêu, thành công bao nhiêu. Và hy vọng bố mẹ sẽ hướng cháu đi đúng đường. Dạ con cảm ơn cô chú. Hôm nay cảm ơn bé Thiên Phúc và gia đình bé Thiên Phúc đã có mặt tại với Siêu Tài Năng Nhí và biểu diễn rất là hết mình. Còn bây giờ thì Help Cowboy sẽ có một món quà dành tặng cho con nha. Rồi, đây là phần thưởng dành tặng cho con nè. Chúc mừng cho Phúc và bé Siêu Tài Năng Nhí tiếp theo sẽ tiếp tục sau ít phút giải lao ạ. Quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé tiếp theo. Xin mời bé Tuấn Kiệt. Cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Chào Kiệt, con đứng đây nha. Dạ con xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Huỳnh Tuấn Kiệt, năm nay con 12 tuổi. Sở thích của con là chơi bắn ná. Cho chú hỏi thiệt nha, là trong bộ môn thể thao chuyên nghiệp á, có môn nào là môn bắn ná không con? Dạ không. Đây là do con thích bắn ná thôi phải không? Dạ. Con bắn bằng bì hay là bằng gì con? Dạ bằng bi. Bi. Mà bi đó là con bắn bi, nó là chất liệu gì? Là nhựa hay là sắt hay là đá? Dạ bằng đất và sắt. Con cho chú xem cái bi của con như thế nào. Đây là bi đất. Được rồi cho chú. Dạ cái đây là bi sắt. Này không phải sô-cô-la em đừng ăn nghe không? Dạ con có một món quà tặng cho cô chú anh chị. Bé này lớn lên nó là làm ăn được lắm anh. Mới bay lớn mà nó biết ngoại giao rồi. Dạ chú à chị. Chú xin. Ồ cảm ơn con nha. Anh thấy tinh tế không? Tặng ai là khắc tên người đó nữa thưa anh. Ồ trời ơi. Cái này là có tâm có tình đó không phải đùa. Con lấy đồ nghề của con về nha. Ái mộ vô cùng, ngưỡng mộ vô cùng. Dạ con tập bắn đá vì con đam mê. Thì có một hôm đặc biệt là hai anh em thấy một cái quả xoài trên cây á, phát một phát hai thì không trúng nhưng mà tới phát thứ ba trúng, thì từ đó là mình phát hiện ra là em nó có cái khả năng là bắn ná. Lúc bắn thì con hay bắn trúng vào tay, tại vì cái dây ná nó cà vào mặt con. Kiệt nó hay đói bụng đột xuất á, nên là để sẵn đồ ăn trong ba lô, nên là mỗi khi Kiệt đói là mình lấy ra là Kiệt nó hết sức là bất ngờ tại sao là anh hai lại mang theo đồ ăn cho mình. Con tên là Huỳnh Tuấn Kiệt, con nhất định sẽ chinh phục được các thử thách của ban giám khảo. Mọi người nhớ ủng hộ con nha. Rồi, bây giờ là cái phần trình diễn khả năng của bé ạ. Cho mình hỏi là cái này khoảng chừng bao nhiêu mét ạ? Bé sẽ bắn trúng mục tiêu và trên đó chúng ta có 5 lon nước ạ. Rồi, xin mời phần trình diễn của con, bắt đầu. Trời ơi, con ơi, xỉu rồi trời ơi. Giật khủng khiếp vậy ta. Ê! Ôi trời. Như đồ ẩn hả? Không thể là tin lỗi. Ôi
William buồn gấp rồi, sắp xỉu. Sắp xỉu luôn con. William buồn gấp rồi, sắp xỉu. Sắp xỉu luôn con. Con em trình diễn sơ sơ vậy thôi. Xin mời set up sân khấu ạ. Và cho nghệ sĩ Harry Won và Ngọc Sơn lên băng. Gì vậy? Một đêm duy nhất và một vé 5.000 năm viên. Một vé 5.000 hả? Viên nào được con? Cái bắn đi đó. Viên này ha. Rồi em mời anh Sơn trước, kính lão đắc thọ. Rồi bạn rồi. Để cho gò má. Để gò má. Để lên gò má, dạ. Kéo ra. Kéo ra. Ngắm ngay đây. Buông cái tay này phải không? Sau khi cháu hướng dẫn và bác Sơn dẫn hụt, cháu nó cho ba cái cây này có lý do là kêu các cô chú về tập đi. Về tập luyện rồi, tập cảm ơn con nha, cảm ơn con nghe giỏi quá. Nhưng mà hồi nãy mới là một cái chiêu biểu diễn sương sương đơn giản nhẹ nhàng thôi. Bây giờ sẽ là những cái thử thách từ giám khảo à. Bé em giỏi lắm, sao cũng được. Vì để con cứ hướng dẫn là phải nhắm bằng con mắt. Bây giờ không dùng mắt, không dùng đưa lên tay cái má trên đây, mà con dùng một cái thế khác con có thể bắn được không? Được. Chứ nãy hết hồn, tưởng bác Sơn nói nhắm con mắt luôn biết. Ở trời trời. Mục tiêu của chúng ta vẫn là 5 lon. Cảm ơn con trai. Quá hay. Đổi sang một cái thế khác. Rất là khó nhắm nhưng mà bé vẫn làm được. Bây giờ vậy nè, nãy giờ là cũng dùng ná hết để cái lấy cái lực này bấm. Thì bây giờ là không còn cái cây mà chỉ có cái thun không, có làm được hay không? Dạ được. Cộng thun này nó không có cái lực đỡ của cái cây nữa sẽ rất là khó. Và bây giờ thì thử thách của con bắt đầu. Ta thấy nó làm cái tay giống thành hai cái ná kìa. Rồi chúng ta đã có thử thách về khoảng cách, còn bây giờ chúng ta sẽ nhắm về kỹ thuật, về mục tiêu nhỏ dần. Hiện tại thì chương trình cũng đã chọn một cái kích thước nhỏ hơn cái lon nhiều, đường kính của một cái đuôi chai nước à. Nè, chúng ta đã được cắt cái đáy chai và chúng ta sẽ để bóng ở đây để có thể thấy được cái khả năng thiện xạ của bé là bé sẽ bắn vỡ bong bóng này à. Con sẽ có 3 lượt bắn. Dạ. Để phá vỡ mục tiêu. Và thử thách
bắt đầu. Không thể nào tin nổi, không thể nào tin nổi, trời ơi trời. Wow. Không thể nào tin nổi, không thể nào tin nổi, trời ơi trời. Giọng bưng luôn anh. Xuất sắc. Vậy thì có cái thử thách riêng. Gì nữa? Em muốn nó ngược lại luôn. Chúng ta sẽ quay lại đúng không ạ? Hay 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 hay. Cái thử thách của Harry rất là thông minh. Hay. Con chịu không? Dạ chịu. Không thể nào được, làm sao có thể được? Được không? Đừng đừng đừng, đừng làm gì. Không tin kìa. Không thể nào tin được. Theo như quan sát thì em thấy cái kích thước đường kính nó nhỏ xuống gấp đôi. Kiệt sẽ có 3 lượt bắn để trúng vào mục tiêu. Và thử thách bắt đầu. Ơi. Nhiều anh cái, nhiều anh cái, thử càng nhiều anh cái. Nhiều. Ủa vậy là không phải là mơ hết ta, thiệt hết cha. Wow, chúc mừng Kiệt, thử thách thành công. Thưa quý vị, điều bắn qua không có khủng khiếp bằng điều này là sau khi bắn qua cái bong bóng vẫn chưa bể. Mình nghe một tiếng rất ngọt là đẩy cái bóng vào bụp cái thôi, chứ không phải là nó muốn va chạm vào cái thành miệng nữa anh. Mình nhỏ dần nữa không ạ? Hồi nãy tôi nghe có người ta nói là tập lon rồi tập trái cây. Thì bây giờ hãy cho mâm trái cây lên đây để cho ban giám khảo được ăn tráng miệng. Không cho anh một mâm trái cây mà cho anh luôn nguyên một cái cây ăn trái luôn à. Trời ơi, dằn mặt đó. Dằn mặt anh ơi, xin có trái xoài dằn ăn. Dằn mặt à. Không giác nguyên cây xoài. Nguyên cây xoài mà có đủ kích cỡ trái luôn. Ê khoan Kiều ơi. Dạ. Nếu bắn vô cái trái bình thường á thì chú Thành nghĩ là con bắn dễ. Tại vì đó là cái môn mà cháu luyện tập hàng ngày anh Sơn. Đúng rồi, nó hơi mục tiêu hơi to to rồi, to hơn cái kia rồi. Cho chú ngang ngược chút xíu nha. Bây giờ con chỉ nhắm cái cuốn xoài thôi mà con bắn rớt cái cuốn, cái xoài rớt xuống là thành công. Dạ được. Bé ơi, bé phải trả lời trước kia, mình phải suy nghĩ rồi mới trả lời á. Nhưng mà cứ hỏi là được nha, suy nghĩ cho kỹ, được hay không? Dạ được. Bây giờ hãy con hãy tập trung nha, hãy nhắm vào trái nào con cảm thấy có khả năng nhất. Con cứ nhắm đại trái nào mà con thích nha. Dạ. Bắn được trái chú vui rồi. Dạ. Ba trái còn lại chú tự gọt. Dạ. Và thử thách bắn cuốn xoài bắt đầu. Thấy rõ đâu cái cuốn đâu mà bắn ra. Mới bắn cái gì văng ra vậy? Wow, đây là một thử thách cực kỳ khó. Hồi nãy mới bắn trúng con sâu thôi. Nào tin nổi, unbelievable. Trời ơi, wow. Trái xoài mà anh yêu cầu đây à. Xoài là xoài trên tay. Có ai ăn xoài? Con ơi, lòng chú cho cùng đám phục.
vì con đã lỡ bắn rồi. Xoài trời ơi. Trái xoài còn nguyên đúng không ạ? Chỉ có cái cuốn là bị đứt gãy thôi. Xuất sắc nha. Hay quá. Chưa bao giờ có một tiết mục nào thú vị như vậy. Vỗ tay. Như vậy thì thử thách bắn mục tiêu nhỏ dần thành công. Và như vậy là thử thách của bé Kiệt đã thành công ở thử thách là bắn mục tiêu nhỏ dần. Nhưng bé còn một tiết chiêu cuối nữa ạ. Hả? Còn nữa? Và kính thưa quý vị khán giả và ba vị ban giám khảo, đây là tuyệt chiêu cuối của bé Tuấn Kiệt. Cái này nè, người ta có một cái khẩu hiệu gọi là nhất tiễn xuyên tâm. Đúng rồi. Có nghĩa là một tên là bắn đúng trái tim. Thì ngày hôm nay để tôi lên tôi kiểm tra cái này xem. Thưa quý vị, cho em biết cái đó là cái gì anh? Hai miếng gỗ dày 1.5 phân. Cách cái nến này. Chứ không phải là hai miếng giấy nha thưa quý vị nha. Chị Harry xin mời, em thấy chị thắc mắc lắm về cái này đúng không ạ? Hai miếng gỗ thưa anh. Hai lần cản lực. Rồi qua đây là phải tắt cái ngọn nến này là ba. Thôi tha cái này đi chứ thôi để bắn không được nó làm cái khác đi chứ. Được không? Cái này khó quá. Cháu ơi cháu. Cháu được không cháu? Dạ được. Làm cái khác dễ dễ hơn đi. Làm một miếng thôi hay là một hai miếng? Không con? Dạ hai miếng. Trời ơi. Giờ làm sao mà lực mà nào bắn mà từ đây một phát một qua tới đây chú không thành không tin nổi đâu. Chú xin cho con ba lần bắn nha. Dạ. Bắn rớt cái này xong tới cái này nha con. Dạ. Rồi. Và bé sẽ có 3 lần bắn theo như thử thách của giám khảo. Để có thể tắt ngọn nến phía sau và thử thách của con bắt đầu. Wow. Trời ơi. Điều quá. Ôi ôi. Hai tấm bia để được công phá. Trời ơi, đều quá. Trời ơi, nhéo anh cái nữa, nhéo anh cái nữa thử coi. Ôi đau, trời ơi. Gì là không phải mơ hết ta. Wow. Chú Thành chưa bao giờ xem một tiết mục nào mà ấn tượng như vậy trên sân khấu siêu tài năng nhí cả. Lần này là một môn thể thao dân gian mà thôi. Không có một cái nơi đào tạo gọi là bài bản chuyên nghiệp nha. Dạ. Mà con tự lấy cái năng khiếu của mình để con phát triển ra. Chú Thành nói thiệt, con là một tài năng thật sự. Chương trình này được tổ chức ra bởi vì có những người giống như con. Phải nói là con còn bé, nhưng mà con không có học từ bí kíp nào hết. Một mình con tự đào tạo và you train yourself, nghĩa là tự rèn luyện chính bản thân của mình với là ông trời cho con. Nghe thiên bẩm đã nhập vào con làm cho nó chú rất tự hào. Chú cảm phục con vô cùng, chúc mừng con nha. Chúc mừng con. Đây được gọi là trái xoài kỷ niệm. Đưa hai đứa con ký luôn nha. Đây trái xoài này sở hữu 3 chữ ký của cô chú. Dạ. Gửi tặng thiên tài thần đồng đã đến đây với siêu tài năng nhí. Con hãy mang trái xoài này về để tủ đông. Giỏi quá, phải o bế liền. Biết đâu mai mốt nó nổi tiếng nó nhớ mình. Xoài là xoài trao tay. Con ơi, nè. Tuyệt vời lắm nha con. Cả nhà vỗ tay nha. Nghe cảm ơn Tuấn Kiệt rất là nhiều. Còn ngay bây giờ thì chương trình có một vài phần quà gửi tặng cho Tuấn Kiệt. Xin mời Heo Cô Bồi. Xin cảm ơn. Và đây, Kiệt ơi. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, hãy ủng hộ cho Tuấn Kiệt để bé có cơ hội được vào Super 10 của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với bé tài năng nhí cuối cùng.
vui vui vui. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng chào đón bé Thanh Đạt đến từ Hà Nội. Chào Thành Đạt và cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Chào con. Con chào cô Ghi Lê, con chào cô Ari Won, con chào chú Tân Thành, con chào thủ Ngọc Sơn. Con tên là Nguyễn Thành Đạt, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Hà Nội. Hôm nay con đến chương trình để thể hiện tài năng chơi Rubik của mình ạ. Chào con, chào con. Tất cả những cái món Rubik trên đây là của chương trình chuẩn bị hay là của con mang đến đây hết? Cái này là của con mang đến hết ạ. Con mất bao nhiêu thời gian để sưu tập nó? Con đã mất gần 1 năm để sưu tập ạ. Wow, bố mẹ mua cho con hay là con có một cái khoản tiền riêng để con tự mua? À, bố mẹ con đầu tư ạ. Oh. Sao dùng từ là đầu tư nhỉ? Là có nghĩa là có được sự cho phép và sự cổ vũ từ bố mẹ đúng không? Vâng ạ. Con ở nhà, ngoài việc con học bài và làm việc nhà ra thì con đã lên YouTube tự tìm hiểu và tự học các công thức cơ bản, từ cơ bản đến nâng cao của bộ môn Rubik ạ. Mỗi ngày thì con sẽ dành ra tầm 30 phút rảnh rỗi của mình để luyện tập ạ. Con đã cố gắng và rèn luyện để không bị một yếu tố nào làm ảnh hưởng đến đôi bàn tay của con. Con sẽ cố gắng và tập trung hết sức để vượt qua những thử thách do ban giám khảo đề ra với thành tích tốt nhất. Mọi người ơi, mọi người ủng hộ con trong chương trình Siêu Tài Năng nha. Yeah. Và đây là Rubik gì con nhỉ? Đây là Rubik Club, có nghĩa là Rubik đồng hồ ạ. Ồ, là sao? Cái này chú Thành chưa thấy. Là Rubik đồng hồ này là nó sẽ có hai mặt và đúng của nó là xoay hai mặt, 9 kim của một mặt sẽ lên 12 giờ. Con có bao giờ đi thi đấu chưa con? Dạ con thi rồi. Và mình có giải gì chưa? Mình khoe với cô chú luôn nè. Dạ con có thi giải Phan Đình Phùng Open. Đây là một giải do câu lạc bộ ở Hà Nội tổ chức. Và con đã được giải nhì Rubik đồng hồ. Trong cái mớ này cái nào là khó nhất? Cái 7x7 ạ. À, có cái nào là 8x8 hay là lớn hơn không con? 8x8 có, nhưng mà 8x8 là do không thi đấu của quốc tế nên là nhiều hãng Rubik cũng không sản xuất nhiều về 8x8 nó lắm. Là hiện nay là cao nhất là 8x8 đúng không con? Hiện tại Rubik to nhất thế giới hiện tại đang là 19x19. Ủa rồi ai chơi cái đó? Chơi. Có một người ở nước Nga đã chơi và chinh phục trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Wow. 5 tiếng đồng hồ, wow. Thôi, bây giờ mình trở lại Việt Nam đi. Cho chú Thành thấy tài năng của bạn nhỏ Việt Nam 13 tuổi đi nào. Bây giờ con hãy chọn cái nào mà con tự tin nhất và con sẽ thể hiện để cho mọi người có thể thấy được thời gian trung bình mà con có thể hoàn thành nha. Cái này nha, rồi. Anh phá giùm em đi anh Vân. Cháu nó khôi phục lại chưa? Anh cứ phá thoải mái, phá thêm đi anh ạ. Rồi bây giờ con sẽ làm một lần một viên trước để xem tốc độ trung bình của con trong một viên 3x3 là bao nhiêu nha. Chuẩn bị chưa? Và bắt đầu. Trời, 13 tuổi đó, thấy ghét không? Oh. Trời ơi, nó mới làm cái gì anh? Nó mới làm cái gì vậy? Anh cũng từng chơi cái này nhưng mà thấy là ghê quá. Đây là viên mà anh Ngọc Sơn đã phá đây ạ. Và bé đã hoàn thành trong khoảng thời gian là 13 giây.7. Rất chuyên nghiệp nha, làm xong là buông hai tay ra nha. Vậy thì còn chơi gì nữa, chúng ta chơi tiếp đi. Chơi 5 năm thôi. Được không con? Được ạ. Xin mời con. Chơi 5x5. Rồi. Cho con tự ra đề luôn. Con cứ tiến tới bàn giám khảo và con xin chọn một vị giám khảo phá cho con đi. Con nhìn gương mặt của ai con thấy là người đó phá dễ sợ nhất. Để cho chú. Dạ, dạ. 5x5, bình thường con làm trong bao lâu? Dạ, dưới 2 phút. Em thì nghĩ là 1 phút là 40 giây. Ôi, con thấy thế nào? Dạ được ạ. Chú phá một hồi chú không biết nó nằm. Rồi, 1 phút 40 giây. Con sẵn sàng chưa? Và thử thách bắt đầu. Cố lên.
ơi, không ngờ, không ngờ luôn, không ngờ luôn, không ngờ luôn. Năm nhân năm, và con đã hoàn thành trong vòng 1 phút 34 giây. Chúc mừng con. Bây giờ chú Thành sẽ nâng cấp con lên một tí để con làm những cái thể Rubik biến thể như là kim tự tháp hay là cái hình lục giác, được không? Được. Em nghĩ cái này mà phá nó cũng khó nữa. Và thật sự là lúc nãy em đứng trong lúc bé làm, em có tấy mấy cái biến thể đó chính là Rubik đồng hồ này. Và em thấy nó cực kỳ khó luôn. Ai nói cái này mà xả chết tôi không tin. Cái này là bị xịt chết chứ, xả xịt chết kiểu gì. Bây giờ mình biểu diễn sương sương đi, con chọn cái nào đầu tiên nè. Này, cục lục giác. Ui, thấy cái đó khó hơn mà. Rồi bây giờ ở nhà, thời gian tập luyện của con là bao nhiêu? Dưới 4 phút ạ. Thì bây giờ chú Thành sẽ thử thách con là 3 phút 30 giây. Vâng. Cố lên. Thử tin lên nha. Rồi. Thử thách bắt đầu. Chúng ta đã có 1 phút để trôi qua. Hai phút. Em dòm như đồng hồ em nói là trời ơi tới 32 tiếc quá chỉ còn có 2 giây đồng hồ thôi. Mà em quên nhìn lại cái số phút nó có 2 phút 32 chứ không phải là 3 phút 32. Làm trước 58 giây đó anh. Em thấy được là càng ngày con quen sân khấu hơn, con bình tĩnh hơn và con làm tốt hơn. Cho chú hỏi là cái đồng hồ là con làm trong bao lâu? Dưới 33-34 giây. Ra đề 30 giây. Ok. Bây giờ sẽ là lúc bé thực hiện thử thách của mình. Sẵn sàng chưa con? Rồi ạ. Thử thách bắt đầu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thiệt là lợi hại vô cùng đó nha. Đúng lợi hại thiệt luôn á. Và chỉ mới 19 giây. Kiều ơi. Dạ. Có cái gì khó hơn cho coi cái đi chứ nãy giờ không vui lắm. Nãy giờ bé xoay 2 tay, bây giờ em cho con em xoay 1 tay được mà. Cái này khó lắm đó. Nhưng ở đây có một vị giám khảo cũng biết sơ sơ. Để chờ chị Harry Won. Ok. Bây giờ vậy nè, Harry Won lên đấu với bé. Bé 1 tay, Harry Won 2 tay. Nhưng mà bé chỉ làm đỡ lộn. Xin lỗi, định nói bé Harry. Dạ. Em có thể xài bé Harry. Dạ. Bây giờ bé Harry sẽ 2 tay, bé này sẽ 1 tay. Mà bé Harry làm 1 mặt, em này làm 6 mặt. Đúng rồi, vậy mới công bằng. Em chưa bao giờ thấy một cái cuộc thi nào công bằng như cái cuộc thi này. Con thấy hợp lý không con? Được. Dạ được ha. Vâng. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sắp được chứng kiến một cuộc thi đấu giữa bé Harry Won và bé Dad. Hai đối thủ đang phá Rubik dành cho nhau. Con có lấy luật quốc tế con này con phá không ngờ? Có. Chị đã chọn được màu của mình chưa? Đúng rồi. Đi. Rồi. Và hai bé đã sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu. Ơi cố lên tiên nữ ơi, thần long ơi, thần long. Cố lên Harry Won. Cuộc thi kết thúc. Wow.
ơi, vợ em còn 2 viên nữa. Harry Won còn 2 ô. Ôi, đại bại rồi. Em nói bằng trái tim em đi, nãy giờ em có nhường không? Không, làm gì nhường, em có biết nhường là gì đâu. Em chưa bao giờ biết nhường là gì á. Bây giờ nè, chú chơi 2x2, con chơi 3x3, con dám chơi không? Ủa, nhưng mà con vẫn là một tay. Chấp luôn, dám chấp không? Con một tay 3x3, chú hai tay 2x2. Mời giám khảo Ngọc Sơn phá 2 đề. Rồi, ok rồi, có luôn, xong. Tôi đứng đây xin nói thật chứ quý vị, từ trái tim là không bao giờ có chuyện tôi nhường một đứa nhỏ đâu nhá. Con đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Thử thách bắt đầu. Rồi nhà, cố lên, cố lên. Làm sao thắng được thằng Lộc mới được nha. Thắng được thằng Lộc nha. Wow. 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 Tôi chưa xong một mặt. Tôi chưa kịp xong một mặt nữa. Con cũng phải tôn trọng đối thủ con một chút chứ. Một mặt có 2 cái chưa được cái thứ ba. Anh đi về đi em, mất mặt anh quá. Cũng bà kêu tôi lên rồi, giờ bà đuổi tôi về. Tôi là tôi làm thất bại đó. Bây giờ con làm cho tôi coi đi. Trong bao lâu? 1, 2, 3. Một, hai, ba. Wow. Trời ơi, đúng là thần đồng rồi. Wow, chưa tới 2 giây. Trời ơi, đúng là thần đồng rồi. Wow, chưa tới 2 giây. Một sự sắp đặt. Vẫn, anh vẫn. Ban tổ chức đang cố tình làm nhục tôi phải không? Đây là một sự sắp đặt. Ủa, em nhớ chính anh là người yêu cầu cái đó luôn anh. Là anh à? Là anh. Đó là một sự ngẫu nhiên và trùng khớp thôi. Đi về anh Sơn. Nguyên cái bàn này cũng giới thiệu và thử thách và biểu diễn hết rồi. Không biết là giám khảo chúng ta còn thử thách gì không ạ? Bây giờ chú Thành sẽ chỉ định ngẫu nhiên những cái cục Rubik trên bàn và một cái thời gian nhất định. Con sẽ chơi giống như quốc tế là em chỉ ngẫu nhiên đại và sẽ để lên bàn cho bạn. Bạn phải giải tất cả những khối đó. Con làm tất cả những cái đó. Kiểu như liên hoàn luôn anh. Đây là thử thách cuối cùng dành cho con. Nếu mà con đạt được cái thời gian này nữa thì thôi, chú không còn gì để nói. Dạ được ạ. Thử thách không? Được. Thử thách. Bây giờ chú Thành cho con ra cái đề của riêng con. Con muốn làm trong vòng bao nhiêu phút với bao nhiêu khối, chú sẽ là người chọn cái khối cho con làm. Công bằng không? 1 phút 30 giây. Với bao nhiêu khối Rubik được hoàn thành? 4 á. 1 phút 30 giây thì chú nghĩ đi, cô chưa làm được gì đâu. Chú sẽ tặng con gấp đôi thời gian là 3 phút luôn. Quá hào phóng. Và khối đầu tiên tôi chọn cái khối Pyramid. Na 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 na. Trời lắc ơi, lị lụm cái gì là cái lo bẻ hết trơn hả trời. Anh bà, ngồi không biết kìa. Tại vì nó bị nó là sự cố á, phải không? Sự cố mà chuyện nhẹ nhẹ đó thôi. Làm quá nó bẻ. Rồi. Cái thứ ba sẽ là cái đồng hồ. Và cái cuối cùng. Ồ. Cái này thì coi như coi thường bé quá. Trời ơi, bự quá trời bự vậy. Cái này phải dùng cả một bàn tay đấy anh ạ. Nhưng mà anh Chiến Thành là còn dùng cả bụng để xoay nha mọi người. Lị phải nói là phải đầu tư lắm mới có cái lại đó. Hay lắm, cái này là phải nuôi dưỡng tư dữ lắm mới có, dễ dầu là có được. Và bây giờ là thử thách cuối cùng đến từ các vị giám khảo. Bé sẽ hoàn thành 4 cục Rubik này trong vòng 3 phút. 3 yes. phút. Thử thách bắt đầu. Trời ơi, 1 phút rồi đó, 1 phút rưỡi rồi, trời ơi con ơi. Wow. Trời ơi, cô ơi, wow. Cố gắng lên. Wow.
Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy một thí sinh chơi Rodrick khổng lồ bằng nách. Yeah, đề bài của anh Thành khó quá. Khó quá, thật khó quá. Thách hoàn thành trong 2 phút 7 giây. Mà hồi nãy á, là bé bấm xong rồi di chuyển qua đây thôi là đã mất 1 giây hơn xí rồi đó. Yeah. Có lẽ ngày hôm nay chú đã kém cỏi trong việc đánh giá về thời gian đi thử thách con, cho nên đủ tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói. Quá giỏi, hôm nay con đã làm cho tất cả những anh em chơi Rubik rất là hãnh diện. Cái cách con chơi nó còn hay hơn cả cái kết quả con mang đến nữa. Đó là một sự bình tĩnh, chững chạc và hoàn toàn nghiêm túc, cũng như là tự tin với mọi thử thách mà giám khảo đặt ra. Chú Thành hy vọng con sẽ giữ được cái thái độ bình tĩnh này ở những đấu trường quốc tế. Bởi vì đây là một bộ môn hơn nhau ở sự bình tĩnh chứ không phải kỹ thuật. Và sau này á thì bé muốn làm nghề gì? Dạ, lớn lên con muốn làm một youtuber chuyên nghiệp để đại diện Việt Nam ra thi đấu quốc tế. Yeah. Yeah. Con nên làm như thế, bởi vì chú Thành sẽ chờ đợi ngày đó nha. Dạ, chúc mừng con ngày hôm nay đã thi đấu rất là tốt, và quan trọng hơn hết là con đã phá được kỷ lục của bản thân mình rất là nhiều tại chương trình ngày hôm nay, đúng không nào? Vâng. Yeah. Và bây giờ sẽ là những phần quà đến từ Hai Cò Bồi gửi tặng cho con nha. Đây là một khối Rubik rất là đặc biệt. Con có thích khối này không? Có. Wow, đây là phần quà của chương trình dành tặng cho con nha. Một khối Rubik mới. Và đây là phần thưởng của chương trình. Và ngày hôm nay phải nói là cảm ơn rất rất là nhiều sự có mặt của anh Ngọc Sơn. Thì anh có thể nói lên cảm xúc của mình ngày hôm nay được không ạ? Xin mời anh. Kính thưa đại gia đình đang xem chương trình, Ngọc Sơn trước khi đến đây là Ngọc Sơn đã mang trong tim một tình yêu rất mãnh liệt. Ngọc Sơn rất thương các cháu và thực sự rất là nể phục. Tại vì Ngọc Sơn đã nghiên cứu rất nhiều về âm nhạc, về ngoại ngữ, về thế võ thuật, về bóng bàn, về thể thao, đủ thứ hết. Ngọc Sơn đã nhìn thấy những cái sự tinh hoa ở đó. Và khi Ngọc Sơn đến đây thì Ngọc Sơn thấy là các em chính là những niềm tự hào không riêng gì của chương trình mà của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúc các cháu luôn luôn thành công và được mọi người ngưỡng mộ, quý trọng. Xin chúc mừng chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Và ngày hôm nay cũng cảm ơn hai vị giám khảo chính của ta rất là nhiều đã hỗ trợ cho các bé. Cảm ơn anh chị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh của ba bé trong tập hôm nay ạ. Thành công rồi. Wow, chưa tới 2 giây. Kính thưa quý vị khán giả, tất cả các bé thí sinh có mặt tại vòng loại của Super 10 Siêu Tài Năng Nhí sẽ nhận được một học bổng, đó chính là VUS Super Kids đến từ hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Middle Group thực hiện. Và cũng xin cảm ơn xúc xích xúc lắc heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Khách mời ngày hôm nay thực sự là một người em rất ngại đứng kế bên anh à. Sao vậy? Bởi vì có một chiều cao rất là khủng. Đã đăng quang Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam vào năm 2019. Trời ơi! Cứ đá vô một cái con được 5 triệu.
Đúng là đào kiếm vô tình. Before sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of the spinning wheel and fall asleep like death. A sleep which you never. Super 10 siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.